Rồi chúng ta làm cho bạn các câu được tích trong đề thi học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014 đây như sau. Dẫn về lịch hỗn hợp x gồm có acetylen và hydro qua ống sứ đựng bột niken nung nóng để thu được khí y. Rồi chúng ta nghe kỹ. Acetylen chúng ta đây. Để tác dụng với hydro thì đầu tiên nó sẽ tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol là 1,2. Số tác này cây này em bạn được ghi nha. Để tạo ra anken Có thể tác dụng với tỷ lệ mol là 1,1. Để tạo ra anken. Tiếp. Và lưu ý với thầy là ở trong cái bài toán này, chúng ta đọc đề thầy là cái đoạn này có sẽ ra hoàn toàn hay không? Không có đúng không em? thì ở đây trong hôn hợp B chúng ta chắc chắn nhớ thầy là chứa hai chất đó là chứa nó dư và cả hero dư và hydro dư này em nha rồi các bạn cái gì chỗ này không để thầy giảng tiếp nè khi nào mà hydro không dư khi người ta kêu là thu được hỗn hợp hydrocarbon hoặc là để kêu sẽ ra để nói là vẫn sẽ ra hoàn toàn thì cái đó là một trong hai chất có một chất hết còn nếu không có từ đó thì không ở đây chúng ta chứa cả ankin và cả hero dư thế thôi được không bạn ơi vậy thôi tiếp tục này bây giờ cho thằng y này qua gno ba thì tôi được cái tủa thì trong các chất thì chỉ có thằng anh An kiên dư tới dụng thôi CAG nổi 3 CAG Phản chất của thầy là dùng toán em ạ Ngày xưa thầy học toán cũng tương đối này là Dạy các bạn theo kiểu toán nó đơn giản Tiếp tục Như vậy khí thoát ra khỏi bình ở đây Chắc chắn là không có thằng này Và còn lại ba thằng kia ba thằng kia thì nó sẽ vẫn vừa đủ với Brom còn là z như vậy đây chúng ta có y y gồm những thằng nào thì khoan luôn em nhé chúng ta thu được hỗn hợp y và còn lại hỗn hợp z cái thằng này cho tác dụng với Brom còn lại z cho chúng ta là đây nè Cái dùng Brom thì chỉ có CH2 nối đôi CH2 tác dụng thôi. Như vậy giấy chúng ta còn lại là CH3 CH3 với hydro. Cái thằng này đốt cháy thì chúng ta thu được CO2 và nước. Ừ, 2CO2 cộng 3H2O để tạo thành H2O. X cộng Y chia 4. 2 cộng 6 chia 4. 3,5. Rồi bạn nghe kỹ. Đó là Z. Rồi. Như vậy ở đây bài toán chúng ta cho bao nhiêu dữ kiện và chúng ta khai thác được hết không? chúng ta có một dữ kiện này đúng chưa hai dữ kiện này ba dữ kiện bốn dữ kiện để cầu là viết phương trình hóa học của vấn ra và tính về về đây là về hỗn hợp như vậy bài này dễ hay khó em ơi dễ yeah. dễ đó bài này dễ hơn bài này nè bây giờ chúng ta chỉ đặt đo đặt ẩn thôi Ở quan điểm của thầy là chúng ta sẽ dùng cái hỗn hợp phía sau đặt ẩn em nha là a b c d Như vị trí này, vị trí chúng ta đây là D này. Xin lỗi đây là C này. Thì đây là C này. Tiếp tục. C chúng ta sẽ lấy 12 là khối lượng tủ ở chia M lớn nó là 1 là 240. Thì nó là bằng 0,05. Đây chúng ta ra C nè. Tiếp. À, B thì đây sẽ là B. Mb này thì đúng bằng mong em ạ, à. ạ. Brom này. 16. 960 là 01. đây là là đây 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 là sẽ đây đây là đây là D. đây đây là d đây a 3 đây là D. Chúng ta có đây A bằng 0, 1 chia ra bằng 0,05 3 nhân cho 0,05 cộng d bằng mol nước mol nước này 4,5 chia 18 0,25 em tính cho thầy D bao nhiêu 01 đúng chưa thế thôi đây a thì đây a đây 2 a b C và D. Như vậy V bây giờ sẽ bằng chúng ta làm từ từ đi. Chúng ta tính cho thầy mol của C2H2 bằng bao nhiêu? Và mol hydro bằng bao nhiêu là xong. A cộng B cộng C. Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Các thầy đánh giá bài toán này không có khó chúng nào hết đó. Một chút là chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái hỗn hợp nó thu được là cái gì. Tuy nhiên đây là một là một câu lạ bởi vì chúng ta chưa bao giờ gặp lần nào. Phải không phải hai không em? Tiếp tục. 2A cộng B cộng D. Không phải 3. Cái này sẽ ra V thôi. 11,2 Rồi các bạn cho thầy đánh giá Đánh giá thầy cái bài toán này nó khó hay vậy dễ? dễ Dễ hơn bài nãy rất là nhiều đúng không em Mà vì chúng ta căn cứ là dự kiện vẫn bằng nhau Mà cho nằm đó Thế thôi